Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới, ngoài những đóng góp đầu năm học thì vấn đề hiện được phụ huynh quan tâm đặc biệt là chất lượng bữa ăn bán trú của con em mình ở trường. Chính vì vậy, Sở Y tế phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh. Tại huyện Lập Thạch, 100% trường mầm non và 19 trên 21 trường tiểu học, một trường trung học cơ sở đã tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các trường chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào, bảo đảm rõ nguồn gốc xuất xứ. Đối với những đơn vị cung cấp thực phẩm thì phải yêu cầu đơn vị được cấp giấy phép và vẫn còn hiệu lực. Bên cạnh đó thì ban huyện đã chỉ đạo bên y tế phối hợp với phòng giáo dục liên tục kiểm tra vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cái việc triển khai thực hiện ăn bán trú đối với các nhà trường trên địa bàn huyện. Hiện nay các trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác giám sát nguồn thực phẩm đầu vào và quy trình chế biến thức ăn theo quy trình bếp một chiều, thực phẩm được lưu mẫu đầy đủ, thường xuyên thay đổi thực đơn phù hợp, tăng cường bổ sung các dưỡng chất giúp trẻ phát triển toàn diện. Mỗi một ngày phân công lịch trực có một quản lý, một cô nuôi và một giáo viên, ba người cùng giám sát và bên ta cạnh đó là có cả nhân viên y tế xuống để cùng giám sát, cân đo và kiểm tra cái chất lượng thực phẩm theo cái cảm quan mình là nhìn thực phẩm tươi ngon rồi là màu sắc mùi vị. Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú cho học sinh, Sở Y tế thường xuyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tại các bếp ăn tập thể trong trường học, kịp thời phát hiện và yêu cầu các trường khắc phục những bất cập tồn tại. Chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố để tổ chức đi kiểm tra và hướng dẫn tại các bếp ăn tập thể làm sao cho chấp hành đúng cái việc lựa chọn thực phẩm và tiến hành cái việc kiểm thực 3 bước theo đúng quy định để đảm bảo có cái nguồn gốc thực phẩm nó đảm bảo an toàn. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã được các trường học tăng cường. Tuy nhiên, việc kiểm tra giám sát nguồn thực phẩm đầu vào ở các trường hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu vẫn chỉ dừng lại ở khâu ký kết hợp đồng, giấy phép kinh doanh, hóa đơn để kiểm chứng thực phẩm và kiểm tra bằng cảm quan mắt thường mà chưa có máy móc hay phương tiện chuyên sâu nào hỗ trợ. Vì vậy, rất cần có sự phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan chức năng và nhà trường, phụ huynh trong công tác tổ chức ăn bán trú, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh.